Các bạn đây, lấy ghi thầy này. Chữa bài về nhà. Đây là đề Quảng Nam. Thứ nhất là cái bài tự luận bài 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 2 2B. 2B. Thì đây phân tích đề bài nhá, trong kỳ thi thử đại học này, Nam dự định hai môn thi trắc nghiệm là vật lý và toán. Đề thi mỗi môn gồm 50 câu hỏi, đầu tiên là hai môn là có toán với lý. Ok, cho hai môn này nhá. Trắc nghiệm mà mỗi môn là 50 câu hỏi. Mỗi môn là 50 câu. Có câu bốn phương án. Trong đó một câu đúng và mỗi câu thì đúng thì được 0,2 điểm. Trả lời sai thì không có điểm. Mỗi môn thi Nam đều trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 46 câu. À, tức là mỗi thằng này nó chắc chắn đúng là 46 trên 50 rồi. Chắc chắn nhá. À, nó chắc chắn nó đúng được là 46 trên 50. Thì môn này cũng thế, cũng chắc chắn đúng 46 trên 50. Thế vậy thì khi đúng 46 câu trên 50 câu thì mình chắc chắn cái điểm điểm chắc chắc chắn nhá, điểm ở đây mình chắc chắn được 46 câu, tức là mình được 9,2. Đúng không? 45 là được 9 điểm mà. 46 là 9,2. Và còn lại những câu kia thì là khoanh bừa đúng không? Các câu còn lại là khoanh khoanh bừa. Và yêu cầu là tính xác suất để tổng điểm hai môn thi của Nam lớn hơn 19,5 điểm. Đây còn giờ thầy ghi thêm cái OI nữa là chỗ này là khoanh bừa. Khoanh bừa là mỗi môn này có anh ấy là mỗi môn là có 4 câu khoanh khoanh bừa, tổng chỗ này là 8 câu tất tất cả. Đấy, còn hai cái môn này mà mỗi môn là được 9,2 điểm chắc chắn rồi. Thì chắc chắn anh ấy phải được bao nhiêu nhỉ? Cái này là đã được 18,4 rồi. Tức là điểm luôn luôn lớn bằng 18,4. Đúng không? Điểm chắc chắn lớn bằng 18,4, nhưng anh ấy muốn là gì đây? Xác suất để sao anh ấy đạt được lớn hơn 19,5. Lớn hơn 19,5, lớn hơn bằng. À lớn hơn 19,5 cũng không thể phải bằng được. Bây giờ mà điểm của ta mà lớn hơn 19,5 nhá. Tức là nó phải gì? Có thể là 19,6, 19,8 và 20, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là mỗi câu nó không phải hai, nó không thể nào rơi vào phẩy năm phẩy bảy các thứ được. Đây là một câu ba khả năng này, này thôi nhá, nó rơi vào ba cái địa điểm này, này, đúng không nhỉ? Thế vậy bây giờ nếu mà 19 phẩy mà nếu 20 điểm là anh ấy trả sai câu nào? Đúng hết, đúng hết. Thế vậy trong cái tám tám cái câu này này, trong tám cái câu mà khoanh khoanh bừa này này, tám câu khoanh bừa này chắc chắn anh đúng hết luôn, đúng hết cả tám câu khoanh bừa đấy. Còn nếu 19,8 là sai mất một một câu, tức là anh ấy đúng là 7 trên 8 câu. Cái này xét câu khoanh bừa nhá, còn chắc chắn đúng thì thôi. Đấy, 19,6 là sai với 2 câu, tức là đúng 6 trên 8 câu khoanh bừa. Hiểu vấn đề ở đây không? Đấy là ở đây thì vì anh ấy chắc chắn anh đúng 46 rồi. Nên là cái phần đấy là chúng ta không phải quan quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến điểm của cái 8 câu còn lại này. Hiểu vấn đề không nhỉ? Bởi vì em hiểu thế này này, cái phần này là điểm chắc chắn. Cái này anh chắc chắn anh đúng rồi. Thì chẳng có cái gì mà xác suất phải tính ở đây cả. Xác suất đây chắc chắn là 1. Khi chắc chắn thì xác suất của em sẽ luôn bằng 1 các bạn nhá. Xác suất của biến cố chắc chắn mà. Phải là 1 nên là cái phần điểm 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 mà anh ấy chắc chắn đúng này thì không phải gì thì bận tâm đến cả. Cái chúng ta cần quan tâm ấy là cái này. Là cái phần khoanh bừa này này. Đấy, phải quan tâm đến cái này. Đó, có 8 câu tất cả. Đấy, thì đây là thầy về phân tích này. Để điểm nó là gì? Nó lớn hơn 19,5. Thì chỉ có 3 trường hợp thôi. 20 điểm này. 19,8 này. Và 19,6. Với từng cái trường hợp là đúng hết 8 câu. 7 câu. Hoặc là 6 câu. Rồi bây giờ mình đi vào bài toán mình trình bày nhá. Đấy. Thì thực ra mình có thể lý luận qua một chút. Để này. Tổng điểm hai môn của Nam lớn hơn 19,5. Đấy, thì 8 câu khoanh bừa đấy, còn lại của hai môn ấy. Đấy, thì phải trả lời đúng ít nhất là 6 câu đúng không? Đấy, của hai môn thì cần trả lời đúng. Đấy, cần trả lời đúng
ít nhất là 6 câu. Đấy, trả lời đúng ít nhất là 6 câu. Rồi thì bây giờ bạn để ý trong đấy là bởi vì là có 4 phương án trả lời. Nên là với một câu hỏi, với một câu hỏi nhá. Ví dụ như trả lời ngẫu nhiên đấy thì xác suất trả lời đúng sẽ là gì đấy, 1/4 đúng không? Còn xác suất trả lời sai vì có một phương án đúng thôi, xác suất trả lời sai sẽ là 3/4, đồng ý không? Đúng là 1/4, sai là 3/4, mà vì 8 câu này là khoanh khoanh bừa, tức là anh chọn ngẫu nhiên, chẳng có một cái gì ở đây cả. Thế vậy mình sẽ tính từng trường hợp ra. À, ví dụ nếu mà trường hợp thứ nhất là đúng 6 câu trên 8 câu. Đấy, thì mình sẽ có gì nhỉ? Có phải lúc ấy là gì? 6 câu đúng là 1/4 tất cả mũ 6. Đúng không? À từ từ đã, thế là phải từ đã chọn ra cho thầy 6 câu trên 8 câu đã. Chọn 6 trên 8 câu này. Xong rồi cho 6 câu đấy đúng thì lúc ấy là 2 câu còn lại là nó phải sai 3/4 tất cả mũ 2. Ok chưa? Đấy, trường hợp thứ hai này. Trường hợp 2 là này có đúng là 7 câu trên 8 câu. Lúc này mình sẽ thì cũng chọn ra thầy 7 câu này, C78 này và cho tất cả 7 câu đấy đúng 1/4 tất cả mũ 7. Và một câu còn lại thì là 3/4 mũ 1. Thì thôi nhá, không phải mũ nữa nhá. Và trường hợp thứ ba đúng cả 8 trên 8 câu. Thì có phải mình sẽ là gì? Lúc đấy chẳng phải gì phải chọn cả, vì tất cả đều đúng hết. 1/4 tất cả mũ 8 luôn. Ok không? Đấy, 1/4 cả mũ 8. À, và để ý đây chúng ta dùng quy tắc cộng xác suất. Bởi vì sao? Vì bọn này là đều là gì đấy? Đấy, chúng ta dùng là quy tắc cộng xác suất nhá. Thì đây suy ra là xác suất để nam có tổng điểm 2 môn lớn hơn 19,5 sẽ là. Đấy, em cộng hết bọn kia vào nhau đi. Đấy nha, sẽ là C68 này nhân 1/4 tất cả mũ 6 nhân 3/4 tất cả mũ 2 cộng với C78 nhân 1/4 tất cả mũ 7 nhân 3/4 và cộng với 1/4 tất cả mũ 8. Em ra thấy con số ở đây bao nhiêu nào? Bấm vào thấy cái máy tính với. Bao nhiêu các em nhỉ? Bằng 277 phần 65536. Số nó lẻ à em? Bấm sấp xỉ nó ra bao nhiêu? Ra 4,2 nhân 10 mũ trừ 3. Ồ, 4,2 nhân 10 mũ trừ 3. Đây, để thầy bấm lại cái nhá. Các bạn khác bấm ra đều hết như vậy vậy không? Đây này, bây giờ các bạn khác bấm ra bao nhiêu? Đọc lại thầy nhá. 1/4 mũ 6 nhân với 3/4 mũ 2 ở đây 217 phần 65 65536 đúng không em? 277 phần 65536. Ví dụ nếu câu này mà ví dụ người ta tính sấp xỉ ấy chẳng hạn. Nó đang là 4,222 các thứ đấy. Nhân 10 mũ trừ 3 thì chẳng hạn ta sẽ viết thế này, nếu mà muốn viết sấp xỉ ví dụ bài này có thể có trách nhiệm nhá, nó sẽ là 0, nó là 4,2 nhá nhân với 10 mũ trừ 3
Thế phải không phải dịch đi nhá, dịch đi 3 chữ số 0. 0042. Tức là sao? Tức là cái xác suất ở đây nó rất là thấp. Nghĩ mà xem. Bé không? Bạn nhìn thấy chưa? Xác suất siêu bé luôn. Đấy, nếu cái này đổi ra phần trăm nhá. Nếu cái này em đổi ra phần trăm nó ra bao nhiêu phần trăm? Nhân lên 100% ở đây nó là 0,42%. Siêu thấp. Rất khó để đạt được cái điều này. 19,5 điểm trên 19,5 trên 20 điểm ấy, bạn thấy con số nó ra nhiều khi nó hơi không tưởng một tí đúng không? Rất rất khó đấy. Đấy, đấy là chia thầy ba trường hợp thôi nhá. Chia ba trường hợp ra. Và nhớ đấy, thầy bảo rồi đấy, cái gì ví dụ là điểm phần điểm chắc chắn rồi ấy thì không phải tính. Chúng ta chỉ tính những cái gì gọi là ngẫu nhiên đã nha. Ví dụ đây là ngẫu nhiên, đây chính là trường hợp khoanh bừa này. Cái này thầy dùng từ khoanh bừa, còn nếu mà nói theo kiểu văn hoa là gì? 8 câu là khoanh ngẫu nhiên. Nha, câu này là 8 câu này là khoanh ngẫu nhiên. Đấy thì khi làm bài thi em có thể ghi cái từ này thay cho cái từ khoanh bừa của thầy. Nhưng nói từ khoanh bừa thì các bạn bạn thấy là nó chuẩn với mình hơn đúng không? Rồi. Ok, ai xong câu này giơ tay nào. Ai xong 2B giơ tay thầy nào. Đấy, câu này nói chung là giải xong rồi thì thấy bình thường đúng không? Đấy, là cái để sau này các bạn nếu gặp thì em xử lý cho thầy nhé. Rồi bây giờ nói sang bài 3 nhé. Nói về bài 3 này. Bài 3 nói về hình chóp, hình thành. Rồi, thầy vẽ hình nhá, bài số 3. Bài 3 này. Đấy là bình hành. Vẽ ra hình đi đã. Thì đánh ABCD như này nhá. Gọi là trọng tâm của SAB. À, vậy thì vẽ một trung tuyến đúng không? Vẽ trung tuyến lấy tỉ số 2/3 ra. Đấy, chẳng hạn là chỗ này. Rồi đây. M thuộc AD cho MD bằng 2 lần MA. MD bằng 2 MA, vậy cũng chia làm 3 phần thôi. Đấy, ví dụ thêm m mình chỗ này MD bằng 2 lần MA. Rồi, câu A thì do tuyến của SAD với SBC thì quá đơn giản rồi. SAD, SBC thì em vẽ đường thẳng qua S rồi song song với AD và BC. Xong nhá, ví dụ câu đầu tiên do tuyến có thể là delta đây. Câu A là xong. Câu câu B, mặt phẳng AGM, A này, GM, cắt các đường thẳng SCD lần lượt tại C phẩy với D phẩy. Đấy, AGM, cắt SCSD lần lượt tại C phẩy và D phẩy. Chứng minh MG song song với C phẩy D phẩy. Ô. Thế thì vậy thì cắt SAGM. Đây 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 nhá, thầy chấm các điểm lên nhá. A này. G này. M đây. Thì đây thầy lấy thì nối với nhau nhá. AG này. AM này. GM này. Ờ thì với AM này có phải nó cắt luôn đây tại 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 điểm D không? Nếu cắt SD thì đây đây chính là giao điểm này. Vậy thì đây là D phải rồi còn tí nào. D chúng D phải này. Đây bây giờ cắt SC ở đâu?
thì là mình cần phải suy nghĩ. Chứ vậy mặt của ta gồm có A này, M này, G này, bây giờ thêm D này rồi. Đấy, bây giờ tìm ra tuyến với lại SC nữa là tìm ra điểm với SC là được, đúng không? Tìm ra điểm SC. Rồi, SC thế vậy thì giờ thầy nối như này đi. Thế thầy nối G, thầy nối G với lại D phải đi. Đấy, thầy nối G với D phải và thầy kéo dài cái thằng từ A ra đây ra đây. Đấy, thế các em hình dung cái mặt của mình nó không chỉ gồm đây, cái mặt của em lúc này nó không phải chỉ là mặt phẳng là AGM nữa. Mặt phẳng AGM. Thực ra lúc này mình sẽ thấy nó là nó chính nó đồng nhất với cái mặt phẳng là gì? AGD hay là AGD phải đấy. Ok chưa? Ý là thầy đang cần tìm giao tuyến với SC ấy thì thầy đang xem là AGD nó giao với SC ở đâu? Đấy, SC giao ở AGD ở chỗ nào? Thì giờ thầy đẩy SC vào trong mặt phẳng là SBC. Các bạn thầy tìm giao hai thằng này. Đấy, thì bọn này lại có cặp đồ song song các bạn ạ. BC với AD đây này. Đây, song song với nhau. Vậy thì giao tuyến của ta là đi qua điểm chung đúng không? Đi qua điểm chung và song song. Thế nhưng điểm chung đâu? Điểm chung là chưa có. Đấy, tuy nhiên điểm chung thì tôi dựng rất là dễ thôi. Đó là bằng cách này thì tôi chỉ cần từ A này, tôi kéo dài cái AG này ra này. Đấy, thì cái AG này kéo dài ra có phải nó sẽ cắt cái SB tại một điểm không? Đấy, ví dụ là điểm H chẳng hạn. Thì H là một điểm nữa thuộc cái mặt phẳng này. Bây giờ thì H này nhá, H thì thuộc mặt phẳng là AGM rồi. H này thuộc SB nên thuộc SBC chưa? Đúng rồi nhá. Thì lúc này em muốn vẽ giao tuyến với SBC em chỉ cần từ H em kẻ một đường song song với BC. Đấy là ok. Đấy. Kẻ như này này. HK. Ok chưa? Đấy, kẻ nó song song ở đây là được. Đấy, mình nối luôn K với lại D phải đi. Đấy, thì đây nếu mà tìm thiết diện, đây chính là thiết diện đây này. Ở đây nó chỉ cho bắt chứng minh đúng không? MG song song với gì đây? À đâu, đây không phải là K được. Đây sẽ đánh cái địa điểm ấy chứ. Đây sẽ không phải là K được các em nhá. Đấy, điều này không phải là K được. Chết rồi. Điểm này chính là điểm C phải chứ. Điểm này là điểm C phải các bạn. Nó cắt đây tại C phải mà. Đây là C phải đấy. Rồi ok, điểm C phải này có. Bây giờ nó bắt mình là làm gì nhỉ? Mất một sự bấn nhát nữa này. Rồi bây giờ là bắt chứng minh là MG song song với C phải D phải. Đây MG của ta đây nhá. Nhìn này MG đây này. C phải D phải đây này. À, chứng minh hai điều này song song với nhau. Đấy thì song song kiểu gì? Đấy, song song kiểu gì thì chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì ở đây chúng ta nó có nhiều cách làm lắm. Bây giờ thầy sẽ làm như thế này này. Cách làm thầy gợi ý các bạn như sau nhá. Các bạn giúp thầy lấy một cái trung điểm. Thầy lấy trung điểm của AD. Thầy lấy trung điểm của AD thì gọi là điểm N đi. Thì gọi N trung điểm AD nhá. Lúc này em giúp thầy nối H với N. Thầy nối H với lại N. HPPN. Ok. Thì em quan sát kỹ thầy cái hình này này. Quan sát là thầy cái tứ giác là HNDC phải. Quan sát thầy nhá. HNDC phải. Nhìn này. HNDC phải. Tại sao thầy bảo quan sát cái này? Em nhìn nhá. Cái thằng H này, thực ra H này là trung điểm. G là trọng tâm nên H nó sẽ là trung điểm không? Đây, H nó sẽ là trung điểm. Vậy thì HC phải là trung đường trung bình. C đây phải đây là trung điểm luôn. Thế vậy em có thấy là đường HC phải bản thân nó đã bằng là BC trên 2. Và BC trên 2 thì chính bằng là AD trên 2. Đồng ý chưa? Tiếp nữa thì do cách vẽ của mình ở trên N là trung điểm dẫn đến là gì? ND thì cũng bằng AD trên 2. Để nhìn chúng nó bằng nhau chưa? ND và HC phải bằng nhau chưa? Đấy, ND bằng HC phải. Mà lại có song song nữa. Đấy. HC phải thì song song với ND nữa. Vì cùng song song với gì? Vì cùng song song với BC. Thế từ đây suy ra là có phải là HNDC phải là hình bình hành. Đúng không? Nó sẽ là hình bình hành. Mà bình hành rồi suy ra cái gì? Suy ra là HN của em là song song với HN song song với C phải D phải.
Đấy, thì đây đây là một cái ý rất quan trọng. Đấy, có cái này là gần ra bài toán rồi. N xong với C phải D phải. Tiếp nữa này. Bây giờ lại nhìn kỹ lên 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 trên hình. Nhưng mà thì nhìn cho thầy cái tam giác này này. Quan sát nhá, cái tam giác là A H N. Nhìn nhá, A này, H N. Thì em để ý cái tỷ số này này. Cái tỷ số là AG trên AH, vì G là trọng tâm, có phải bằng 2/3 không? Rồi tiếp tục này, nhìn ở đây này. Cái AD phẩy ấy, hay là AD này này. Từ lúc đầu mình chia làm 3 phần không? Trong đó AM chiếm 1 phần. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà xong đấy bạn lại nhìn là AN lại chia AD lại chia đôi ra là thành N nha. Vậy là nếu mà thầy coi AD là AD mà là 6 phần nhá. AD là 6 phần thì cái AM của thầy nó chiếm là 2 phần, 1/3 mà. Đấy, và cái AN của thầy là một nửa, nó chiếm là 3 phần. Thế vậy em sẽ ra tỷ số của AM trên AN không? Bằng 2/3. Nhìn này. Bằng nhau không? AG trên AH bằng AM trên AN đều bằng 2/3 hết. Vậy suy ra có phải là MG sẽ song song đấy với HN không? MG sẽ song song với HN. Đấy là điều thứ hai. Ghép hai cái điều mình vừa suy ra này vào nhau. Ra chưa? Đấy, ghép hai thằng này vào nhau. Ra chưa? Đấy, đúng là gì? MG song song với C phải D phải chưa? HN là cái trung gian thôi mà. Đấy, HN ở đây là cái thằng trung gian. Em nhìn quan sát cái cách để phân tích bài toán đấy. Được chưa nào? Đấy, thì cái hướng là mình sẽ như vậy. Bây giờ thì đi thì trình bày nhá. À, bây giờ thì đi thì trình bày xuống bên dưới này. Thứ nhất thì mình lý luận là mình thấy là có, mình có là D trùng D phải. Nhá. Mình có là D sẽ trùng với D phải. Là cái thứ nhất. Mình sẽ gọi thêm mình gọi thêm giao điểm nhá. Ở đây ví dụ thầy gọi giao điểm của AG với lại SB bằng điểm H đi. Thì do G là trọng tâm của cái tam giác là SAB nên thì hiển nhiên là H sẽ là trung điểm. H là trung điểm của SB. Rồi. Tiếp theo nữa này. Mình sẽ lý luận là mình gọi N là trung điểm của AD. Đấy, thế suy ra được là gì đấy? ND. Đấy, giống như lần trên mình nói, suy ra ND của mình sẽ bằng là AD trên 2. Đấy, AD trên 2. Bây giờ bạn đi bạn xét cái xét đường trung bình đi, xét cái tam giác SBC có là HC phải. À chết, sorry. Mình chưa, mình phải tìm thiết diện đó chứ nhỉ. À mình tìm giao tuyến đấy nhá. Các bạn nhớ lúc này bạn tìm giao tuyến nhá. Bạn tìm giao tuyến đây. Để ghi hướng đó nhá. Tìm giao tuyến của cái thằng AGM. AGM. Em tìm giao cho thầy với lại thằng SBC nhá. Thì lúc này em tự lý luận ra để nó ra là HC phải nhá bạn nhá. Tự lý luận cho thầy ra HC phải. Đấy, dùng là giao tuyến loại 2 đấy. Đó, thế sau khi có cái đấy xong thì em đi em xét cho thầy. Xét cái tam giác là SBC. Đấy thì có là HC phải là đường trung bình. Đường trung bình. Mà khi đường trung bình rồi thì suy ra là HC phải sẽ bằng BC trên trên 2 và bằng luôn AD trên 2 chưa? Ví dụ em có thể đánh cái này là 1 này. Cái trên này đánh là 1 này, trên này đánh là 2. Thì lúc này mình gộp từ 1 và 2 vào. Từ 1 và 2 thì suy ra được là ND bằng là HC phải. Đấy, mà ND thì song song với HC phải. Thì cùng song song với gì đây? BC đúng không? Đấy, nên suy ra được là cái tứ giác gì đây? Thì tứ giác là HNDC phải. HN hoặc là D phải C phải đi. Nó là hình bình hành. Đấy, suy ra là HN của tôi là song song với C phải D phải. Đấy, thì đây nha, đúng như cái vừa nãy chúng ta vừa ghi thì đây là một điều rất quan trọng. Đấy, em có thể đánh cái này tiếp vào đây, số ví dụ đây là số 3 chẳng hạn. Đấy, thì dùng cái số 4. Rồi, tiếp theo nha. Lý luận tiếp này. Đấy, xong ví dụ là vì G là trọng tâm nhá.
vì G là trọng tâm của tam giác SAB, nên suy ra có phải là AG trên AH bằng 2/3. Đấy, tiếp tục là mình lý luận tiếp là gì? Mình có là đây này, lấy cái thông tin ở bài ra này. Thứ nhất mình có là MD bằng 2 lần MA. MD bằng 2 MA. Thì suy ra là, suy tiếp vào đây đi, suy ra là MA trên AD thì bằng 1/3. Mà cái AD ấy thì có phải bằng 2 lần của AN. AD thì bằng 2 AN, thế thầy thì thay cái 2 AN xuống. Thì ra là MA trên 2 lần AN thì bằng 1/3. Tiếp theo là em chỉ cần chuyển cái con 2 từ dưới này lên trên tử trên này này. Chuyển trong tích chéo ấy. Suy ra là MA trên AN bằng 2/3. Đấy. Hay là AM trên AN bằng 2/3 đấy. Tiếp tục thì mình chỉ cần đi mình xét tam giác thôi. Ngoài xét thì tam giác là gì? AHN. Đấy, có cái gì đây? Có AG trên AH bằng AM trên AN cùng 2/3. Từ đó suy ra là gì đây? GM thì song song với HN. Đấy, đánh cái này là 4 cho thầy này. Đánh cái này là 4 và là ok đấy. Thì từ 3, 4 là mình ra thôi. Ngoài cái ý cùng là từ 3 và 4. Suy ra được là GM sẽ song song với C phải D phải. Đấy, đều phải chứng minh. Thì đây là thầy dùng Thales đảo. Vừa Thales đảo mà lại vừa dùng hình bình hành. Em nhé. Nào các bạn ghi này, ổn hình có gì, nếu mà sang tuần nếu mà ổn cứ để xem vẫn thì xem. Ở trên lớp thì hôm trước cô bảo giới hạn thi đến đâu các bạn nhỉ? Đại ấy. Có sang cấp số cộng cấp số nhân không? Hay chỉ đến tổ hợp xác suất thôi? Tổ xác suất thôi đúng không? Thế mà vừa nãy có mấy bạn này bảo thầy là có cả thi trắc nghiệm đến đấy. Có phải không? Trên lớp cô giáo bảo thế nào? Mỗi lớp nó phách vậy. Đâu rồi? Vừa nãy mấy đứa bảo thầy đâu nhỉ? Rồi ok, thế vậy thì mình cứ yên tâm mình ôn này đã nhá. Còn nếu mà sang tuần sau nghe thông tin nào để thầy sẽ nghiên cứu. Cần thiết thì thầy dạy trước các em một ít lý thuyết mà, cái đấy nó dễ. Chương sau về dạy số nó rất là đơn giản thôi, không khó đâu. Nào, ghi cho thầy này. À, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về hình. Ôn tập. Tiếp tục về quan hệ song song nhá. Đấy, thế mà hôm nay thầy sẽ cho các em lấy luôn các câu trong các đề luôn. Đấy, bài số 1. Đây là câu sở Nam Định. Năm 20/21 là năm ngoái luôn. Nhá, ta ghi đề bài này. Cho hình chóp. Cho hình chóp SABCD. Có đáy ABCD là hình thang. Đấy, AD thì song song với BC. Có AD thì bằng 2 lần BC. O thì là giao điểm của AC và BD. E thì tục cạnh AD. Sao cho AD bằng 2 lần EA. Đấy. N thì thuộc SD. Sao cho ND bằng 2 lần NS. Câu A nhỏ chứng minh BC song song mặt phẳng SAD. Câu B nhỏ chứng minh ON mặt phẳng ON song song mặt phẳng SAB. Thực ra cái này nó lại thi đến cả mặt song song với mặt. Thì trước mặt song song mặt thì nói các bạn rồi đúng không?
Đấy, khi 42 mặt song song thì trong mặt này chứa với đường song mặt còn lại thì là được. Đấy, tí đến đấy nói tiếp nhá. Yêu cầu là tìm giao điểm F của cái SC với mặt phẳng ON. Yêu cầu là tính tỉ số SF trên SC. Đấy, bạn nhìn thấy câu hỏi nó cũng không hề nhẹ nhàng một tí nào. Trong thế này thôi hỏi rất rất nhiều thứ ở trong cái bài này ấy, nhá. Thế đây thì đây nhắc lại một tí về cái ý B, hai mặt song song nhá. Thì muốn chứng minh hai mặt phẳng song song ấy, chứng minh hai mặt phẳng song song. Ví dụ đây có là đường thẳng A nằm trong mặt phẳng alpha nhá. Mà A thì lại song song với beta. Thì từ hai điều này thì suy ra alpha song beta. Tức là chúng ta chỉ có một đường trong mặt này song song với mặt còn lại thì hai mặt phẳng song song với nhau. Đấy, cách làm rất đơn giản thôi. Như vậy là em sẽ tìm ra cho thầy một đối tượng ở trong cái mặt phẳng ON này, này song song với SAB, hoặc là một đối tượng cho SAB song với ON. Ok chưa? Nào bây giờ nhờ các bạn vẽ hình cho thầy nào. Đấy, vẽ hình. Trình bày luôn cho thầy suy nghĩ trình bày luôn AB trước đi. AB trước nhá. C tí làm sao? Sức xong là đúng AB hết đã. Alo, mấy thanh niên này. Tỉnh lại cái chỗ này. Đấy đấy. Nên đây chỗ này nó hơi lag tí nhá. Thế này, các bạn sửa lại tí thế này này. Hai mặt song 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 với thầy thì là phải có hai đường cắt nhau. Trong mặt này song mặt là mặt kia. Nha, sửa lại chỗ này tí này để cho nó chính xác này. Đây đây, từ sửa lại chỗ này. Đây anh ghi thầy như sau này, ví dụ thầy có đường A nằm trong alpha. B cũng nằm trong alpha. A song song với beta nhá. B song song với beta. Nhưng mà vấn đề hai thằng này phải cắt nhau nhá. Đấy, A phải cắt B cơ. A phải giao B. Tại điểm nào đó, ví dụ điểm Y hay điểm O ấy. Thì lúc này mình sẽ suy ra nó song 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 với nhau. Alpha song song với beta. Hoặc thực ra có một cái hướng nữa là mình suy nghĩ thế này này. Đó là có ví dụ đường thẳng A. Trong mặt phẳng này có đường thẳng A, đường thẳng B. Đây hoặc như này này. A với A phẩy đi. Trong mặt này có A với lại B thì nằm trong alpha chẳng hạn. Trong mặt kia thì có A phẩy với B phẩy nằm trong beta. Nếu A song song với B, A song song với A phẩy, B song song với B phẩy, xong là cứ mỗi cặp đường này lại cắt nhau nhá. Đấy, tức là A cắt B và A phẩy cắt B phẩy. Đấy, A thì giao B, A phẩy giao B phẩy. Thì lúc này mình cũng khẳng định là nó song song với nhau. Đây là thầy chỉnh lại nhá. Đây là cái chỗ này sẽ viết như sau này. Cái ý đầu tiên thì không vấn đề rồi. Câu A thì quá bình thường rồi. Câu B ấy, B, C xong S, A, D thì xong rồi nhá. Rồi cái ý thứ hai O, N xong S, A, B ấy, thì em lý luận cho thầy như sau. Thứ nhất là em chứng minh cho thầy là cái N. Thứ nhất chứng minh cho thầy cái hướng nhá. Chứng minh N song song với S, A. Ok chưa? N xong S, A bằng tay led đảo. Nhớ nói tỉ số rồi nhá. Em nên lý luận tỉ số trước, xong là áp vào tam giác thì lúc ấy nó bằng nhau sẵn rồi. Chứ nếu mà mình chưa lý luận tỉ số thì mình vứt vào luôn, mình bảo hai cái đấy bằng nhau thì nó hơi miễn cưỡng, hiểu không? Tốt nhất là các em nên lý luận trước ra ngoài. Ví dụ là theo đề bài nhá, ví dụ như là cái chỗ này, đầu tiên nó cho là ED bằng 2 là EA. Thì em suy ra cái gì thì em suy ra tỉ số cho thầy. Ví dụ là ED trên EA bằng bao nhiêu đấy. Đấy, tương tự cái này như thế này. Nếu mình suy ra tỉ số trước nhá, xong là mình áp vào tam giác sau để ra cái song song này. Thì có N song song với SA. Được ý thứ nhất chưa? Ý thứ hai thì N song song với SA được thì mình thấy là mà SA của mình. Mà SA thì lại nằm trong cái mặt phẳng là SAB. Đấy nên là thầy có thể suy ra được là N song song với SAB. Ok chưa? Được ý thứ nhất. Bây giờ đã có N rồi. Thế thì bây giờ muốn phẳng ON song song thì chúng ta cần phải thêm một đường nữa. Nhá, một đường nữa thì N xong xong rồi. Bây giờ thầy chọn đường nữa. Thì ở đây mình sẽ chọn đường là đường ON. Đấy, ON hoặc là OE tùy các bạn. Được không? Đề bài này nó cho mình cái thông tin rất là quý giá là gì? AD bằng 2 là BC, tức là BC là 1 phần thì AD là 2 phần đâu. Đấy vậy em nhìn nhá, BC xong xong AD thì cái tỉ số cũng là 1:1:2 với những đoạn này này. Đấy, ví dụ là BO là 1 phần thì OD là 2 phần. OC là 1 phần thì OA là 2 phần. Nhìn thấy tỉ số 2:1 chưa? Đấy.
Chỉ số 2 1 nhá. Thế cái này là 2 này, cái này 2 2 là 2 của cả AD cũng là 2. Mà D2 cái này cũng là 1 đây này. Nên em nhìn nó có rất nhiều cái song song với nhau luôn. Đấy. Nên là mình nhìn nhá OE nhá, OE cũng song song với AB. À, OE song song với AB mà nhìn đến này cũng là 1 1 2 này. Mà ON cũng song song với SB luôn. Tức là cái ý sau này hoàn toàn em thể chứng minh rất nhiều hướng. À, ý sau em thể chứng minh rất nhiều hướng là một là em chứng minh là OE song song với AB cũng dùng tay lét đảo. Đấy, hoặc là em chứng minh cho thầy là nếu OE song song AB thì từ đó mình suy ra được là OE song song SAB không. Đấy, còn cách khác là gì? Cách khác là mình có thể chứng minh là gì? ON song song với SB. Mà song SB đương nhiên là cũng song song với SAB rồi. Ok, giờ đấy thì em dụ em đánh cái trên này là 1 này. Cái này là 2 này. Đấy, thì từ 1 và 2 em sẽ suy ra là OEA với ON thì trong một cùng một mặt phẳng rồi. Trong mặt phẳng ON sẽ song song mặt phẳng là SAB. Nhá, thì chỉnh cho thầy cái điều đấy. Cái ý dưới thì dùng cái dưới đấy cũng được này. Đấy, một trong hai cái này. Nhưng mà trước khi dùng được cái tỷ số này này, trước khi ra được cái này thì chắc chắn là đều em phải dùng tay lét đảo ở chỗ này, này. À, dùng định hệ quả tay lét. Hệ quả tay lét là cách là gì? Em có là gì? BC trên AD. BC trên AD là 1 phần 2. Ok không? Đấy, BC trên AD là 1 phần 2 nên suy ra tỷ số cho thầy ra. Đấy. Đấy, suy ra là gì? OC trên OA bằng BC trên AD bằng 1 phần 2. Đấy, đấy, ví dụ đấy xong lại mà AE trên AD cũng bằng 1 phần 2. Đâu nhỉ? Từ từ. Vậy mình nhìn cái này chứ nhỉ? À, đâu nhỉ? OB trên OD chứ. OB trên OD là 1 phần 2. Đấy, mà ví dụ là SN trên ND cũng bằng 1 phần 2 này. À, thế thì cái này không song song đâu. Vậy A đây chứ, phải là AE trên AD 1 phần 2. OB trên OD 1 phần 2. Đấy. Thì đây cũng tỷ lệ 1-1-1-2 này. AE là 1 phần, ED là 2 phần mà. OB là 1, OD là 2 này. Đấy thì bạn dùng cho một trong hai cái đấy nhá. Đây thầy viết lại đây em ý B xuống dưới đây nhá. Viết lại cho nó chuẩn, chuẩn chỉ cho mình lấy bài mẫu. À, thứ nhất thì bạn lý luận cho thầy cái N đi đã. Ví dụ chẳng hạn là vì. Vì đề bài cho cái gì nhỉ? EAD bằng 2 EA. EAD bằng 2 lần EA. Nên suy ra tỷ số là gì? Em thể suy ra tỷ số là AE. AE trên EAD. AE trên EAD bằng 1 phần 2. Đấy, vì ND bằng 2 lần NS. Suy ra là NS trên ND. Có phải bằng 1 phần 2 không? Đấy. Lúc này mình xét tam giác. Xét thấy cái tam giác là tam giác SAD. Đấy. Ví dụ có AE trên AD bằng NS trên ND. Đấy. Cũng bằng 1 phần 2 đúng không? Từ đó suy ra là EN tô song song với SA. Đấy. Mà SA thì nằm trong mặt phẳng SAB chưa? Suy ra là gì? EN song song mặt phẳng SAB. Đấy, đánh vào đây là 1 nhá. Đánh vào đây là 1 nhỏ. Rồi, tiếp tục xuống dòng dưới trình bày tiếp này. Xét tam giác. Ví dụ là OAD. Có. Mình có là cái BC đang song song với AD không? Đấy, BC song song với AD thì từ đó thầy mới suy ra được là mình có là O, ví dụ là OC trên OA bằng OB trên OD cùng bằng là BC trên AD bằng 1 phần 2. Có thể giải thích một chút là đây là vì đấy, AD thì bằng 2 BC. Đấy, thầy đề bài cho đấy. Được ý chưa? Đấy, thì mình không, sau khi có cái này xong thì mình áp vào những cái trên thôi. Để xét để dùng tay lét đảo. Ví dụ đấy xét tam giác gì? Một là em dùng có thể dùng tam giác là tam giác dưới đáy là ABD hoặc là tam giác ở bên trên, ví dụ là SBD chẳng hạn, xét tam giác SBD nhá. Có này.
OB trên OD. Đấy thì bằng là SN trên ND không? Cùng bằng 1 phần 2. Đấy từ đấy thì số có phải duy là ON song song với SB. Đấy mà SB. Đấy mà SB thì nằm trong mặt phẳng là SBC chưa? À SAB chưa? Đấy suy ra là gì? ON song song mặt phẳng là SAB. Đấy em có thể đánh đây là 2. Hoặc là thôi nếu không thích thì chúng ta không đánh 2 nữa mà mình làm ý dưới cuối cùng chốt lại như này này, có. N song song SAB. Em mà viết thế này thì siêu chặt luôn. Nhá, ON thì cũng song song SAB. Đấy. N và OE nó cắt nhau nhá. N với OE với ON thì đương nhiên nhìn tên là thấy cắt nhau rồi. Đấy, cùng nằm trong mặt phẳng là gì? ON. Đấy, từ đây mình sẽ suy ra được là mặt phẳng ON sẽ song song với mặt phẳng SAB. Đấy, các em xử lý lại cho thầy cái chỗ này nhé. Viết lại cho nó chuẩn. Tất nhiên đây là mình viết này là cũng là viết dạng ngắn gọn đấy. Nha, ta viết gọn lại đấy. Rồi, ok. Đấy là câu B. Ai xong B thì viết cho thầy câu C đi. Viết cho thầy câu C xong chụp lên nhé. Câu C có nhiều cách lắm các bạn ạ. Đấy, nhưng mà thử tìm thầy cách nào ngắn gọn nhất nhé. Tìm cách nào gọn. Có cách ngắn lắm. Đấy, viết C và chụp lên thầy dễ chấm. Rồi thầy hỏi thử hướng nhé. Thế anh vẽ kiểu gì sau điểm F ở thế anh nhỉ? Em cứ thấy em kéo dài L cắt BC tại Y ạ. À, xong sao nữa? Xong... em kẻ một đường song song qua Y cắt với SC tại F. Ừ, bây giờ qua đấy kẻ song song cắt SC tại F. Rồi. Em kẻ song song với lại cái gì? Song song với SB ạ. Song song với SB tại sao lại kẻ như vậy? Bởi vì em có mặt phẳng NL cũng song song với SAB ạ. ON song với SAB mà chứ là cặp đường song song chưa? Rồi ok mà... nghe cũng hợp lý. Rồi hỏi tiếp còn ai có cách khác không? Công rồi đấy, Công thì giơ tay. Công vẽ kiểu gì ở Công? Em giống bạn thì anh. Em giống bạn. Việt Phương nghĩ hướng khác được Phương. Cái tỷ số ạ? Không thì cái chỗ vẽ cơ. Vẽ em vẽ thì em giống các bạn rồi. Em vẫn kéo dài như thế đúng không? Vâng. Ừ, thế giờ thầy thử tư duy này nhá. Bây giờ tần tí giao điểm đi. Ok, nào. SC thầy sẽ đưa nó vào một cái mặt. Đầy nhiều mặt của SC lắm. Đúng không? Nhiều. Nhiều mặt của SC lắm. Thế giờ kẻ nào. Bây giờ chúng ta sẽ thấy thế này này. Là SC có thể thuộc các mặt sau đây. SBC, SCD và LAC. Thầy chọn là LAC giao với ON. Thế thì đặc điểm nhá, ON và SAC nó có cặp đường song song các bạn ạ. Đó là gì? SA. Thấy SA song song với N không? Đã chứng minh ở câu A rồi. Đúng không nào? Thế điểm chung là điểm nào? Điểm chung là O. Đúng không? Điểm chung nó đang có sẵn điểm O đây này. O vừa thuộc ON vừa thuộc SAC. Thế vậy là giao tuyến chỉ cần kẻ gì thôi? Qua ô kẻ một đường thẳng song song với SA và N. Đây này, nó sẽ cắt ở đây tại một điểm. Thì đây chính là điểm F. Đúng không? Đại vì đây mình vẽ giao tuyến nhá. Đây, ví dụ giao tuyến, ví dụ tôi gọi đây là OF. Đấy, thì OF là giao tuyến thằng này. Thì có phải là SC với OF cắt nhau ở đâu? Thì đấy chính là điểm, chính là cái điểm của tôi không? Thì là F đây này, F ở chỗ này này. Và nếu vẽ cách này này, thì tỷ số ra cực kỳ nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó gọi là SF này. Em nhìn qua các em quan sát này. Do là OF của em song song với SA, nên là SF, SF này trên SC sẽ bằng là AO trên AC 2/3. Nhanh không? Hợp lý hơn không nào? Đấy. Tức là bản chất những cái bài tìm giao điểm vẫn là cái câu chuyện là đi tìm mặt phẳng phụ. Các bạn nhá, các bạn lưu ý đây vẫn là đi tìm mặt phẳng phụ. Thì mặt phẳng phụ nó thế nào, nó nhanh hay là chậm, nó tùy thuộc vào quyết định của mình.
Đây ở đây nha, thầy nói là SC có tận có rất nhiều mặt, em chọn này SBC cũng được này, SCD cũng được, nhưng mà thầy chọn SAC, bởi vì sao? SAC nó lại chứa cái cặp đường song song với lại thằng ON rồi, được chưa? Nên rất là tiện ở đây nhá. Đấy, thì giờ như câu C này thì chúng ta sẽ chọn cái lượng theo thầy là cách này là cách hợp lý nhất. Đấy, còn nếu em có cái khác thì đấy, thì em có thể cho thầy biết, được chưa? Để ra trình bày hướng này này, thì các bạn giúp thầy là tìm giao tuyến của hai thằng này. Đấy, bước thứ nhất là mình sẽ tìm giao tuyến của SAC ON. Đấy, xét cho thầy mặt phẳng SAC và các mặt phẳng là ON. Thực ra em nên lý luận trước rồi để điểm chung đi, nhưng mà thôi thầy đã cho viết là thì viết luôn nhá. SA thuộc mặt phẳng SAC, N thì nằm trong mặt phẳng là ON, được chưa? Thứ hai là em sẽ thấy là SA của em song song với N sẽ theo chứng minh ở câu trên rồi. Đấy, cái nữa là em có là O ở điểm chung, O thì thuộc vào SAC giao với ON, thì từ đây sẽ suy ra được là SAC giao với ON. Đấy, thì giao tuyến chính là gì đó, OF với, giải thích rồi nhá, với F thì thuộc vào đâu đây, thuộc vào SC. Đấy, sao cho là OF thì song song với SA, song song với N, ok chưa? Đó, bây giờ mình đi chốt lại một phát là F là cái điểm mình cần tìm nhá. Mình có nào, F thì thuộc gì đây, F thì thuộc vào mặt phẳng ON chưa, F thuộc mặt phẳng ON. Thứ nữa là F lại thuộc SC, đúng chưa? Vậy thì hiển nhiên là gì đấy, SC giao với ON bằng điểm F. Đó, thì mình khẳng định là F là cái điểm cần tìm. Rồi nữa là gì? Bây giờ mình đi mình lý luận về tỉ số thì ok, có luôn. Xét tam giác này, xét cái tam giác SAC cho thầy, có OF thì song song với SA. Vậy suy ra là gì? SF trên SC thì bằng là AO trên AC. Đấy, đây là đi theo định lý Thales này này. À, mà đề bài nó vừa đấy mình đã có là gì, OC trên OA là 1/2. Vậy thì có phải là AO trên AC là bằng 2/3 không? Đấy, thì từ đây ngoặc lại suy ra là SF trên SC chính là bằng 2/3. Đấy là mình xong. Được chưa? Đấy thì theo thầy là đây là cái hướng hợp lý nhất rồi nhá. Em chữa vào đi. Các bạn sang thầy bài tiếp này. Bài tiếp theo. Bài số 2. Bài số 2 này. Ghi thầy. Câu này là đề trong đề ở Sở Bắc Giang. Sở Bắc Giang nhá. Năm 18-19. Ghi thầy này. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang đáy lớn AD bằng 2 lần BC. Đấy, cho M N nó là trung điểm của SA và SD. Câu A nhỏ chứng minh MN thì song song với mặt phẳng là SBC. Câu B nhỏ, mặt phẳng MCD cắt cái SB tại điểm E. Yêu cầu là tính tỉ số của SE trên EB. Được chưa? Đấy có hai ý thôi. Câu này nó có hai ý khá là ngắn gọn. Để các bạn làm tranh thủ là luôn là vở nhá. Cho các bạn 10 phút. Sau đó mình gửi bài lên. Câu này thì cách làm là mình kéo dài nó ra đúng không? Đây, về nguyên tắc thì với cái câu thứ hai này, cái ý giao điểm này, cái câu đầu thì thầy không bàn nhé, nó quá dễ rồi, không phải nói rồi. Cái câu này thì mình sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa SB trong một mặt phẳng, đưa SB vào trong một phẳng trung gian. Ở đây sẽ chọn là mặt phẳng SAB nhé, SAB và MCD. Đấy, thì giao nhau ở đâu? SAB và MCD thì nhất là điểm chung nhất là M rồi. Điểm chung thứ hai thì giống như hôm trước mình làm cái bài này thì ra giống vào hôm trước. Mình kéo dài cái AB ra.
Yeah. AB với CD khác nhau ở đâu thì đấy là một điểm chung nữa. Em có thể gọi đây là điểm Y chẳng hạn, hay là điểm điểm gì đó. Y. Ví dụ với tôi nối M với Y. Thì giao điểm với SB ở đâu chính là điểm, là điểm điểm E. E là sẽ chỗ này này. Ok chưa? Thì với bài này thì chúng ta không cần phải dùng Mendelewitz hay cái gì ở đây đâu các bạn nhá. Dùng rất đơn giản thôi. Để dùng luôn trọng tâm, tam giác là xong. Tại sao dùng trọng trọng tâm vậy? Em để ý nhá, ở đề bài nó cho mình BC thì nó hướng thôi nhá. Ở đây đề bài nó cho mình là sẵn là BC. AD bằng 2BC. Vậy thì có phải là em sẽ suy ra được là trong cái tam giác AIB, trong tam giác AID ấy, AID nhá, thì BC là đường trung bình. BC là đường trung bình của tam giác. Hay là đấy, như là BC bằng AD trên 2 nhá. Đấy, lúc này sẽ là BC là đường trung bình của cái tam giác là AID. Đúng ý chưa? Hay lúc đấy là những này là trung điểm hết này. Đấy, trung điểm này. Trung điểm này, ok chưa? Đấy, thì mà khi nó là trung điểm rồi thì bạn xét cho thầy cái tam giác sau đây, nhìn kỹ nhá. Thầy đấy đánh đỉnh này, đỉnh S này, đỉnh A này, đỉnh Y này, xét tam giác A, SAI. Thì B là trung điểm chưa? Đấy, B là trung điểm. Vậy thì SB là một trung tuyến. M là trung điểm nữa. Vậy thì IM là một trung trung tuyến chưa? Mà hai thằng này cắt nhau tại điểm 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 E. Vậy E phải là trọng tâm không? Đấy, E nó là trọng tâm tam giác. Đấy, mà đã trọng tâm rồi suy ra là gì? SE trên EB bằng 2. Xong. Hợp lý chưa? Đấy, chúng ta sẽ ra luôn như vậy. Rất là nhanh gọn. Đấy, chứ không phải đi lằng nhằng dài dòng làm gì các bạn nhá. Theo thầy làm cách này. Bởi vì nếu dùng được đường trung bình, à được, dùng trọng tâm được ấy, mà các em lại dùng Mendelewitz hay gì ấy, thì cách đấy mà nếu thầy cô cho mình sử dụng định lý thì không sao. Nếu không cho dùng là sẽ bị mất điểm nhá, lưu ý. Chúng ta sẽ dùng Mendelewitz khi nào thực sự cần thôi. Còn ví dụ như trắc nghiệm thì em làm cách nào ai người ta biết. Người ta chỉ biết em ra kết quả đúng là được, đúng không? Đấy, tuy nhiên là trong cái giới hạn cái câu này, ví dụ là câu này dùng là trọng tâm thì nên dùng trọng tâm. Đừng dùng cái kiến thức gì nó vượt quá. Được chưa? Đấy là cái câu sở Bắc Giang. Thì câu này mình thấy là nó nhẹ nhàng hơn câu kia rất nhiều, đúng không? Đấy, câu kia ở Nam Định mình nhiều ý mà lại khó hơn nữa cơ. Đấy, câu này là dễ. Đó, thì đây, bài về nhà hôm nay thầy gửi cho các bạn có một cái đề sau đây. Các bạn về làm tiếp cho thầy. Chúng ta sẵn sàng đi thi nha. Đây, thầy gửi đề luôn này. Đợi xem mình đi đâu rồi. Đang mở đề. Đây. Em đã làm cho thầy đề này. Gửi lên nhóm này các bạn này. Đấy, bạn nào thấy link đề rồi ấn được mở được ra thì ấn thả tim cho thầy nhá. Thầy thấy đề chưa? Đó, ok. Rất là sở Quảng Nam nhưng mà năm khác. Thầy các em về làm cho thầy cái đề này nhá, làm cả tự luận cả trắc nghiệm. Đấy, luyện đi. Còn ví dụ hôm sau chúng ta sẽ luyện thêm cả những bài tập nó phức tạp hơn ấy. Ví dụ nó có những bài liên quan đến hàm số lượng giác, không chỉ lượng giác nhưng mà nó có biện luận tham số ấy. Có thể cho mình ở bài cuối 0.5 đến 1 điểm ấy. Nhá, thì đấy chúng ta cần phải luyện thêm những cái bài đấy nữa. Hay có thể dơ một số cái bài tổ hợp cấp xuất nhưng họ có thể cho khó để lấy điểm cuối. Ok. Bạn nhớ xong kết thúc buổi học mình nhớ chụp vở lên các em nha. Ai xong chúng ta nghỉ thôi.